Rồi, bộ ổ khóa DD. Ổ khóa DD hàng xé bịch cho anh em. Đó, anh em nào thích dọn xe mới, thích sự tinh tế thì lên bộ xé bịch nha. Ổ khóa DD nó có 4 dây các bạn, lưu ý nha. DD 4 dây nha. Rồi, này khóa nón. DD thì nó không có nắp bình xăng. Với lại khóa nón nha các bạn, nó không có chìa khóa, cho nên chìa khóa của nó chỉ sử dụng cho khóa cổ với lại khóa điện thôi. Nắp bình xăng thì nó không có chìa, là nó không có khóa nón luôn. Đây, full bộ. Anh em nào có nhu cầu thì gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha. Phương thức mua hàng của bên mình là chỉ tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha anh em, hàng có sẵn nha. Nếu hàng hết thì phải đặt, mấy hàng này đặt nhập từ Nhật về nó khoảng 20 tới 25 ngày mới có hàng các bạn. Hiện tại hàng đang có sẵn nha các bạn, đang có sẵn nha. Có gì gọi trực tiếp và nhắn tin Zalo giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn.